Nay em sẽ lên 8 cây máy cưa xích hàng bán Nhật ha. Em sẽ lên từng cây. Cây đầu tiên sẽ là Makita ME333. Con này 4,5kg ha. Công suất là 33cc. Có trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ. Máy đẹp 98% nha. Tiếp tục em G250. Con này siêu mini 2,6kg. Trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ. Cầm một tay leo trèo tỉa cành hoặc là điêu khắc. Dòng em Tanaka 32cc 4kg ha. Trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ. Ngoại hình đẹp 98%. Cực kỳ rẻ con này. Rồi bọn em Echo Set 3400. Con này nồng 39 ly ha. Có cả xả áp hỗ trợ giật nè. Cực kỳ nhẹ 4,5kg. Dòng này xài gia đình là bao khỏe rồi. Nổ cực kỳ bốc luôn. Rồi một con Austin thương hiệu đến từ Đức ha. 041AV. Con này để mà hạ gốc nè. Xẻ gỗ 61cc bao khỏe. Nồi đồng cối đá luôn 9kg. Giá cực kỳ mềm. Đó. Quá vip con này đẹp lắm. Rồi em Thụy Điển 136, con này 36cc ha. Cả làm xích là 5kg. Đó, nồng bứng tua nhanh. Sử dụng gia đình. Rồi em Kyrit 366, con này đời cao ha, full hết chức năng. Nồng 39 ly luôn. Trợ lực bơm xăng phụ đầy đủ. Rồi em Makita 2835, con này 4kg ha, công suất 28cc. Lốc nhôm bao bền luôn. Rồi máy đã nổ ok, đi kèm theo máy sẽ có một bộ phụ kiện 3 món ha. Em đang ở Tân Châu, An Giang. Em cảm ơn.